Xuống... lúc trầm của một ngôi sao dị biệt. Nổi lên rất sớm cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từng được đánh giá sẽ trở thành tiền vệ số 1 Việt Nam. Cũng sớm sang nước ngoài thi đấu Dưới màu áo của lạc bộ Inter United, tiền vệ quê Tuyên Quang mang theo nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ bóng đá nước nhà. Mặc dù cũng không mấy thành công ở lần xuất ngoại đầu tiên, số phận của Xuân Trường lại trái ngược hoàn toàn Công Phượng. Trong khi Công Phượng ngày càng thăng hoa hơn suốt 2 năm qua thì Xuân Trường lại có dấu hiệu chững lại. Xuân Trường dường như vẫn chưa hoàn thiện hết được nhược điểm trong lối chơi của mình. Tiền vệ này chỉ thực sự xuất sắc khi đội bóng cần một phương án tấn công, khả năng phòng ngự từ xa của Xuân Trường rất yếu. Điều đó khó lòng phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại đòi hỏi các tiền vệ trung tâm phải đa năng nhiều hơn. Sau chiến tích tại Thường Châu cùng 23 Việt Nam, Xuân Trường gần như không còn giữ được chỗ đứng dưới màu áo đội tuyển Việt Nam. Bằng chứng là việc huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất dễ dặt trong việc sử dụng Xuân Trường nơi đội tuyển Việt Nam chỉ có tiền vệ hùng dũng chắc một suất đá chính, còn còn lại ông bác vẫn hay sử dụng đức huy huy hùng hơn là xuân trường. Nhiều cổ động viên từng mê mẩn trước những đường truyền xé toan hàng phòng ngự đối phương của xuân trường, giờ đây không khỏi tiếc đối cho một ngôi sao đầy triển vọng mà bóng đá Việt Nam sáng sinh ra. Mới đây xuân trường vừa quyết định xuất ngoại lần thứ hai với việc chọn màu áo của lạc bộ Buriram bên Thái Lan. Chắc chắn chủ đề này sẽ trở thành cơ hội để trường hiếp tìm kiếm thêm thử thách ở môi trường bóng đá khắc nghiệt như Thái Lan. Biết đâu đó, tiền vệ quê Tuyên Quang có thể làm nên những điều khác biệt khi chơi cho đội tuyển Việt Nam. Thực hư chuyện Xuân Trường được ưu ái số trận ra sân tại Buriram United. Thưa quý vị thính giả, Xuân Trường vừa chính thức ra mắt câu lạc bộ Thái Lan Buriram theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai một năm. Ngoài thông tin trường sẽ nhận mức lương rất cao tại đội bóng xứ chùa vàng, một vài nguồn tin cho rằng Buriram còn thỏa thuận với Hoàng Anh Gia Lai sẽ tạo điều kiện để tiền vệ người tuyên quang ra sân từ 70 đến 80% số trận mùa 2019. Tuy nhiên, nếu nhớ lại thì người hâm mộ Việt Nam hẳn sẽ thấy thông tin này quen quen. Khi Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng sang Hàn Quốc, Nhật Bản thi đấu, đều đã từng có những thông tin tương tự. Rằng Incheon United, Yokohama, Mito Holyhook hay là Gangwon sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ra sân nhưng cuối cùng số lượng trận đấu mà xuân trường tuấn anh công phượng được cho ra sân thi đấu rất ít bản thân bầu đức sau này cũng khẳng định rằng khi cho các cầu thủ xuất ngoại ông chưa bao giờ yêu cầu đối tác phải có cam kết về việc tạo điều kiện cho các con cưng của mình thi đấu xét về mặt thực tế nếu không phải siêu sao hiếm khi nào cầu thủ được các câu lạc bộ cam kết về số trận ra sân với những cầu thủ như xuân trường công phượng nếu thật sự có cam kết như vậy cũng chẳng phải điều tốt Việc một cầu thủ có được ra sân hay không là tùy thuộc vào ý đồ của huấn luyện viên và khả năng của cầu thủ. Nếu cầu thủ không hợp sơ đồ của huấn luyện viên hoặc khả năng chưa tốt mà lại được cam kết cho ra sân, có khi lại khiến huấn luyện viên và đồng đội bất mãn. Trên thế, một sự cam kết như thế sẽ không kích thích sự cố gắng phân đấu của cá nhân cầu thủ. Xuân Trường, Công Phượng có thể sẽ khó thành công vang dội ở Thai League và K League, nhưng nếu họ nỗ lực và có những sự tiến bộ cho riêng mình thì chuyến xuất ngoại năm 2019 sẽ rất ý nghĩa. Tiết lộ mức lương hàng tỷ đồng Xuân Trường nhận tại Thái Lan. Thưa quý vị thính giả, theo thông tin được biết tại Buriram United, Xuân Trường sẽ nhận mức lương 10.000 USD trên một tháng trong vòng một năm. Như vậy, tổng tiền lương Xuân Trường được nhận tại đội bóng Thái Lan sẽ là 120.000 USD, tương đương với hơn 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Buriram cũng trả cho Hoàng Anh Gia Lai phí mượn lên đến 150.000 USD. Cũng cần phải nhắc, số tiền 120.000 USD Xuân Trường được nhận chưa bao gồm các khoản thưởng. Buriram United đang là câu lạc bộ thành công nhất lịch sử Thái lịch và cũng là đội đang thành công nhất hiện tại. Chính bởi thế, trong năm 2019, khả năng lớn Buriram sẽ lại chinh phục được nhiều danh hiệu ở xứ Chùa Vàng, mở ra khả năng Xuân Trường sẽ nhận được thêm nhiều phần thưởng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất với Xuân Trường khi sang Buriram thi đấu ngoài tiền còn là khả năng phát triển chuyên môn. Hy vọng tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai có thể khẳng định được bản thân và có được một vị trí thi đấu chính thức tại câu lạc bộ Thái Lan. Đó mới là bước tiến quan trọng nhất để thăng hoa sự nghiệp của Xuân Trường, hòng mở ra cánh cửa tới các giải đấu khác lớn hơn. Trong quá khứ, Incheon United từng trả cho Hoàng Anh Gia Lai 300.000 USD để mượn Xuân Trường trong 2 năm, nhưng chỉ trả mức lương 3.000 USD trên một tháng. Tại Gangwon, Xuân Trường nhận mức lương hấp dẫn hơn, nhưng không bằng tại Buriram. Xuân Trường hoàn thiện kiểm tra y tế tới đại bản doanh Buriram United ra mắt vào ngày mai. Fanpage chính thức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thông báo tiền vệ Lương Xuân Trường đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế và đảm bảo thể trạng để gia nhập câu lạc bộ Buriram United. Lễ công bố và thông báo về bản hợp đồng sẽ được nhà đương kim vô địch Thái Lít thông báo sớm nhất ngày 10 tháng 2, Xuân Trường tới đại bản doanh của Buriram United gặp gỡ các đồng đội, ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng. Sân vận động chính của Buriram United mang tên Thunder Castle. Đây cũng là nơi Xuân Trường cùng U23 Việt Nam tham dự giải vô hữu M150 Cup trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Không giống như Phan Lâm, Xuân Trường tỏ ra khá im ắng khi những thành tung của anh ít được ghi lại bởi báo chí Thái Lan cũng như câu lạc bộ mới Buriram United. Sáng 8 tháng 2, thông tin Xuân Trường gia nhập nhà đương kim vô địch Thái Lít trộn lên thì đến chiều cùng ngày, cùng ngày, anh đã di chuyển tới sân bay nội bài để bắt chuyến bay tới thủ đô Bangkok, Thái Lan. Xuân Trường đi đột ngột đến mức nhiều người hâm mộ vẫn không tin anh đã có mặt ở Thái Lan. Buriram United là nhà đương kim vô địch Thái Lít 2018. Trong 11 năm gần nhất, đội bóng này đã vô địch giải đấu số 1 Thái Lan đến 7 lần, Tại đây, Xuân Trường sẽ được hưởng những điều kiện tập luyện và thi đấu tốt nhất, cũng như được trải nghiệm thi đấu ở AFC Champions League 2019. Anh sẽ không đơn độc ở Thái Lan khi còn có đàn anh Đặng Văn Lâm, người đã gia nhập câu lạc bộ Montom United, đại kinh địch của Buriram United với bản hợp đồng có thời hạn là 3 năm. Chỉ xử lý cán bộ trưởng trở lên. Quý vị tính giả thân mến có luồng ý kiến cho rằng chỉ nên áp dụng quy định xử lý kỷ luật đối với những người giữ chức vụ quyền hạn nhất định. Bộ Nội vụ vừa trình chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Vấn đề xử lý cán bộ nghỉ hưu là một trong những điểm quan trọng gây nhiều luồng quan điểm trái chiều. Trong tờ trình về dự án luật này, Bộ Nội vụ đã chỉ ra một số bất cập của quy định hiện hành. Cụ thể, theo quy định của luật cán bộ, công chức và luật viên chức, thì thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm đến khi phát hiện vi phạm kỷ luật. Tờ trình của Bộ Nội vụ chỉ rõ, Quy định thời hiệu như vậy thực tế là quá ngắn, không đảm bảo tính nghiêm khắc đối với việc xử lý cán bộ công chức viên chức có hành vi vi phạm, một số trường hợp đã bị xử lý kỷ luật về đảng hoặc đã bị xử lý hình sự nhưng cho hưởng án treo, khi xét kỷ luật theo quy định của luật thì đã hết thời hiệu. Bên cạnh đó, một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên có vi phạm trong thời gian công tác nhưng đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc là chuyển công tác ra khỏi khu vực nhà nước hoặc là khu vực sự nghiệp công lập đã bị xử lý kỷ luật về đảng và xử lý kỷ luật về chính quyền. Vì vậy, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định cũng cần sửa đổi, bổ sung quy định tương ứng trong luật. Từ đây, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung khoảng 5 và Điều 78 và sửa đổi Điều 79 quy định kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ việc hoặc là nghỉ hưu nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, bảo đảm đồng bộ với kỷ luật đảng nhằm mục đích xử lý nghiêm những người sai phạm, đồng thời sửa đổi quy định về các hình thức kỷ luật đối với công chức để đảm bảo đồng bộ với các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, cán bộ hoặc là viên chức. Theo đó, dự thảo quy định cán bộ sau khi nghỉ việc hoặc là nghỉ hưu mới phát hiện có vi phạm trong thời gian công tác và đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về đảng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong ba hình thức kỷ luật sau, khiển trách, cảnh cáo hoặc là xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm. Bộ Nội vụ cũng đề nghị sửa đổi theo hướng tăng lên 60 tháng, riêng các hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm những cán bộ đã vi phạm đến mức bị cai trừ khỏi đảng, có vi phạm về bảo vệ chính trị nội bộ, có hành vi xâm hại lợi ích quốc gia trong quốc phòng an ninh đối ngoại, sử dụng văn bằng chứng chỉ giả thì không quy định thời hiệu xử lý. Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi bổ sung khoảng 2 và khoảng 3, điều 82 về quy định liên quan đến cán bộ công chức bị kỷ luật. Theo đó, quy định cụ thể cán bộ công chức bị kỷ luật thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, vẫn có thể xem xét bổ nhiệm lại hoặc là bố trí chức vụ thấp hơn. Hoặc cán bộ công chức đang trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật, điều tra truy tố xét xử thì vẫn có thể giải quyết nghỉ hưu để tránh trường hợp cán bộ công chức đến tuổi nghỉ hưu nhưng do trình tự thủ tục xử lý kéo dài, có trường hợp diễn ra trong nhiều năm, nếu không giải quyết thủ tục hưu trí sẽ tạo ra vướng mắc trong quá trình sử dụng cán bộ công chức. Ngoài ra, cán bộ công chức khi đã nghỉ hưu thì vẫn bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc là truy tố theo quy định của pháp luật. Bộ đội vụ khẳng định các ý kiến đều tán thành với việc bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đã chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác nhằm thể chế hóa nghiêm túc chủ trương, đường đối của đảng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc về phạm vi áp dụng đối với đối tượng này. Theo đó, chỉ nên áp dụng quy định đối với những người giữ chức vụ quyền hạn nhất định mà không quy định chung đối với tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc là chuyển công tác ban soạn thảo xin ý kiến chính phủ về hai phương án cụ thể như sau. Phương án 1, quy định xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong quá trình công tác, nay đã nghỉ việc hoặc là nghỉ hưu mà không còn là cán bộ, công chức, viên chức. Phương án 2, quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp thứ trưởng và tương đương trở lên ở trung ương và cấp phó chủ tịch tỉnh và tương đương trở lên ở địa phương, có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác đây đã nghỉ việc hoặc là nghỉ hưu mà không còn là cán bộ công chức